hello à, kính thưa quý cô chú anh chị thì à, à, như thông tin à, vừa hồi nãy đó chúng ta thấy rằng à, đã có kết luận điều tra của công an à, long an về cái hộ gia đình tại am à, tuy nhiên thì à, có một cái lưu ý chỗ này cả nhà à, đó là cái thông tin hồi nãy đó mình xem trên trang cá nhân của cô luật sư thanh trần à, có nói rằng là có 7 bị can à, 7 bị can bị khởi tố đúng không à, nhưng mà báo chí lại thông, đưa thông tin không phải như vậy và sau khi mà báo chí đăng tải đó thì cô này lập tức sửa lại à, sửa cái status lại à, đây cả nhà có thể xem nè đúng không 4 giờ trước à, cô nói là gồm 6 bị can đúng không khởi tố theo khoảng 2 điều 331 gồm 6 bị can nhưng mà chúng ta xem cái lịch sử chỉnh sửa nè đó thấy không rõ ràng 2 giờ trước là cô nói là thiền em đã có kết luận điều tra hiện cơ quan cảnh sát điều tra tống đạt khoảng 2 điều 331 gồm 7 bị can chấm hết À, tuy nhiên sau khi báo chí đăng tải thì cô lập tức sửa lại thông tin Là thiền em đã có kết luận điều tra Hiện cơ quan điều tra đang tống đạt khoảng 2.331 gồm 6 bị can Đúng không? À, cái chuyện mà khởi tố thêm người hay gì là à, Đâu phải chuyện những chơi đâu mà đưa thông tin lên trên mạng xã hội như vậy Mà bản thân mình tự xưng là một luật sư nữa à, Cả nhà thấy không? Có rất là nhiều những thông tin từ trước đến nay Cái cô này chuyên quăng bom không à ờ mang mệnh danh là một luật sư rồi này kia uh, nghe ngon lành lắm mà cuối cùng đưa thông tin tàu lao mới lao không à, chưa có kể là hôm trước uh, còn công kích luật sư vũ này kia kia nọ trong khi cái chuyện nếu mà luật sư vũ làm sai là cái, cái việc uh, luật sư vũ sai với ai thì người đó sẽ thưa kiện luật sư vũ thôi à, trong khi với uh, chị này uh, cũng là luật sư uh, mà lại đi công kích đồng nghiệp như vậy trong khi cái đạo đức hành nghề á, là người ta quy định rõ ràng không đâu có chuyện mà à, đi à, công kích đồng nghiệp như vậy đúng không à, rồi đó chúng ta thấy rằng bao nhiêu đó thôi là đủ đánh giá về cái tư cách đạo đức của con người này như thế nào rồi à, rất là nhiều lần trước đây cô này chuyên đưa những thông tin sai lệch như vậy nhưng mà vẫn qua quan cái miệng nói là mình hay ta đây là tài giỏi là ghê lắm ha à, rồi thôi bây giờ chúng ta quay trở lại với cái à, cái bản tin mới nhất trên báo thanh niên Vừa đăng tải cách đây một hai phút thôi Vài phút thôi à, Liên quan đến cái hộ gia đình tại am đây, Để mình lên đây mình tìm uh, cả nhà cứ lên uh, google ha Rồi tìm uh, tỉnh thất bồng lai đi à, Nó sẽ ra thông tin mới nhất à, Đăng cách đây uh, vài phút nè Đây công an tỉnh Long An Đề nghị truy tố bị can Vụ tỉnh thất bồng lai Đây chúng ta sẽ vào xem cái gì ha Rồi Báo... Uh, Thanh niên báo thanh niên lại là Bắc Bình, à, Bắc Bình à, phóng viên hay là nhà báo Bắc Bình này thì lại à, bị những cái tay mà bên à, ủng hộ hội gia đình ta Am đó, bên vực tà Am người ta lên án, ta chửi bới rất là nhiều. Thật sự thì ai mà đưa cái thông tin về hộ gia đình này là, là đều bị à, chịu chung số phận ha. À, nhà báo phóng viên Bắc Bình bị à, à, Mẹ núm đồ mấy người đó công kích dữ lắm. Đó. Rồi cụ thể thì à, báo thanh niên viết rằng à, là cơ quan an ninh điều tra. Công an tỉnh Long An ban hành kết luận điều tra vụ án tỉnh Thất Bồng Lai. Chiều tối ngày 2 tháng 6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết vừa ban hành kết luận điều tra vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức cá nhân theo khoảng 2 Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Đối với 6 bị can trong nhóm tỉnh Thất Bồng Lai, cùng ngủ ở số nhà 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, do bị can Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Đó, vậy rõ ràng bị khởi tố theo khoảng 2 điều 331. À, rơi vào khung 2 cái nhà chứ không phải là đơn giản giống như là một số người đang bên vực nói là họ chỉ có vài lời nói thôi mà làm gì ghê gớm rồi các thầy sắp được thả rồi tin vui này kia kia cái nọ Đúng không ngay cả Minh Tú hồi nãy cũng vừa đang status nói rằng là ai mà năn nỉ thì đừng có năn nỉ nha trả lời là không này kia đó, nhưng mà rõ ràng họ đã vi phạm rồi cơ quan chức năng người ta mới khởi tố đó. Rồi, báo thanh niên viết tiếp á, là kết luận điều tra đã được tống đạt đến các bị can. Tuy nhiên, hai bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, 31 tuổi, và Lê Thanh Trùng Dương, 27 tuổi, không thừa nhận kết luận này. Đó, à, vậy là à, cái việc này nói rằng hai cái người này không có, có, không có chấp nhận, tức là những người khác đã thừa nhận. Đúng không? Nếu mà những người khác thừa nhận, vậy còn gì để nói nữa? mà Khởi tố à, 6 người, mà hết 4 người chấp nhận. Vậy thì xem ra, à, cái vụ việc này nó... Có rồi ha, à, tình hình rất là tình hình rồi ha. Đó. Rồi, kết luận cũng đã được chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An để xem xét phê chuẩn. À, ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can ra Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Đồng thời, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An cũng cho biết đã ra các quyết định gia hạn thời gian tạm giam đối với 3 bị can, gồm Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương, và gia hạn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Tùng Vân. 90 tuổi người cầm đầu nhóm tỉnh thắng bồng lai à, vậy là những cái người mà bị khởi tố trước tiên đó là tiếp tục gia hạn à, và mọi thứ, cái chuyện đó thì người ta đang chuyển sang uh, viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an để uh, phê chuẩn là khởi tố ha à, vậy thì uh, rõ ràng rồi à, đâu có cái chuyện là các thầy của họ được thả hay là tin vui hay là cái gì đâu À, vậy mà minh tú lên đăng status rất là tự tự tin ha nói rằng cảm ơn luật sư cảm ơn mọi người đã ủng hộ à, rồi à, những ai mà năn nỉ à, gọi điện năn nỉ thì sẽ trả lời là xin à, rồi Bảo à, có viết thêm một đoạn đó, là theo kết luận của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An năm 2014 à, bị can Cao Cúc mua nhà à, ở tỉnh Long An này kia đó. À, ở một đoạn nữa có một đoạn rất là hay. À, ở khúc dưới nè, À, từ năm 2019 đến năm 2021 dưới sự chủ mưu à, chủ mưu chỉ đạo của Lê Tùng Vân năm bị can còn lại là bà Lê Thu Vân cùng một thành viên khác Ồ, có vụ đó nữa hả trong tình thất bồng lai đã tiến hành tạo các tài khoản trên nền tảng mạng xã hội và thực hiện các hoạt động quay phim dàn dựng biên tập các video clip để đăng trên các tài khoản mạng xã hội của mình nhằm cho nhiều người xem bình luận chia sẻ đăng ký theo dõi và các tài khoản này được lan truyền nhanh chóng. Trong đó, 6 bị can đã cùng nhau thực hiện các video clip chứa nhiều, nhiều nội dung xuyên tạc, xúc phạm đến quyền lợi hợp pháp của Công an Nguyễn Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng uh, Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hồ Chí Minh. Đó, không phải là như những gì mà mấy ngày hôm nay là chúng ta thấy luật sư bên phía Tà Am đang ra rã hay cả nhà. Không phải là chỉ riêng cái vấn đề quậy ở Công an huyện Đức Hòa đâu, không mà họ đã làm rất là nhiều video clip xúc phạm đến rất nhiều cá nhân, tổ chức chứ không phải là riêng về công an huyện Đức Hòa. Cho nên mấy hôm nay chúng ta thấy rằng nhóm luật sư cũng như là những người bảo vệ tà Am á, họ liên tục đăng đàn, họ nói rằng à, cái nhóm tà Am là không có gì ghê à, gớm, chỉ có một vài phát biểu ở trên công an huyện nước Hòa mà bị bắt vậy là quan cho họ thế này thế kia. Vậy thì nó không chính xác. Bởi vì hôm nay rõ ràng đã có kết luận điều tra là họ vi phạm và họ đã xúc phạm rất là nhiều người. Ha. À. Rồi vẫn theo cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An, mặc dù hai trong số 6 bị can phủ nhận kết luận điều tra, nhưng đó là quyền của các bị can và không ảnh hưởng đến việc thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình tố tụng hình sự. Hiện tại thì cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đang tiếp tục điều tra về một số hành vi khác có dấu hiệu phạm tội hình sự trong tỉnh Thất Bồng Lai theo đơn tố giác của nhiều tổ chức cá nhân. Đó. Vậy thì xong, coi như là gác qua một bên cái chuyện đó, người ta đang chuyển qua viện kiểm sát rồi. Còn những cái vấn đề khác nếu như có thì sẽ tiếp tục khởi tố thôi. Bởi vì rõ ràng mấy mấy hôm trước thì chúng ta thấy có rất là nhiều tờ báo đăng tải nói là họ sẽ điều tra thêm về cái vấn đề lụm lon với lại lừa đảo nữa. Thì có lẽ là xong cái vụ 331 người ta sẽ chuyển sang những cái chuyện khác ha. À, chúng ta cùng chờ đợi những cái bước tiếp theo từ cơ quan chức năng ha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.